Hello, xin kính chào tất cả các thành viên trong và ngoài câu lạc bộ Thanh Phương nhé. Mình là Nguyễn Thị Thu Đẹp, đến từ Củ Chi, Hồ Chí Minh. Công việc của mình là sản xuất phấn sàn xuất khẩu. Vì tính chất công việc của mình khá bận rộn nên mình không có thời gian để đi học. Nhưng vì quá yêu thích bộ môn này nên mình có tìm hiểu và được biết đến câu lạc bộ Thanh Phương. Và mình đăng ký học online. Và nhờ sự chỉ dạy nhiệt tình và giới thiệu của thầy Phương, mình cũng được biết được vài bước đi căn bản của vài vũ điệu. Đó là lý do gì hôm nay mình có mặt trong cái cuộc thi vũ điệu sống khỏe hôm nay. Và mình đăng ký thi hai vũ điệu cha 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 và tango. Mã số của mình là 009. Mọi người ủng hộ cho mình nhé. Và mình xin kính chúc ban tổ chức được thành công tốt đẹp và vươn cao vươn xa hơn nữa, để chị em chúng mình có cơ hội được giao lưu và học hỏi nhiều hơn nữa. Xin trân trọng kính chào.